Vừa hình là nhìn tiêu đề video thì chắc là anh em cũng đã đoán được là hôm nay mình sẽ nói về vấn đề gì. Thì cái vấn đề này nó cũng không hẳn là cần thiết phải làm một video phân tích ra như vậy, tại vì anh em chơi tới một lúc nào đó anh em sẽ tự có câu trả lời thôi. Cái video này mục đích là để mình chém gió, chơi cho vui tí. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Để biết là anh em đã thoát khỏi cái mác newbie hay chưa thì chúng ta sẽ có 4 cái điều kiện chính. Cái điều kiện thứ nhất đó là về trình độ, tức là anh em sẽ đủ trình để mà combo được, anh em phải làm được link K nó khá khá tí và phải ngẫu hứng được, đặc biệt là phải ngẫu hứng được. Cái hơn thua nhau ở trong cái trò này nó là ở cái vấn đề là ngẫu hứng, tức là anh em ngẫu hứng càng hay thì cái trình độ anh em càng cao, chứ không phải là mình học thuộc lòng rồi mình cứ đem ra mình quay có nhiêu đó mình quay hoài là như vậy không phải. Cái điều kiện thứ hai đó là anh em sẽ không còn những cái lý do chơi tầm thường. Chúng ta mới bắt đầu chơi một cái trò nào đó thì thường chúng ta sẽ có những cái lý do, ví dụ như là chơi để cua gái hoặc là chơi để biểu diễn cho bạn bè thích hay là này kia. Thì khi mà anh em đã đam mê đến mức đó thì anh em sẽ không còn những cái lý do như vậy nữa, mà anh em chơi chủ yếu là vì chính bản thân anh em thôi, vì cái đam mê trong mỗi người. Thứ ba đó là anh em phải biết được là anh em muốn trở thành một người như thế nào, anh em muốn đi theo cái phong cách như thế nào. Đó, anh em muốn có những cái kiểu quay như thế nào. Lúc mà mới chơi thì thường là chúng ta sẽ học hết tất cả, nhưng mà khi mà đã đủ kinh nghiệm rồi thì anh em sẽ chỉ muốn làm những cái mà mình thích thôi. Đó, như có một số bạn là hỏi mình là tại sao mình lại không quay ầm ầm lên hất bao chiếc lên đùng đùng như Minowa. Thì thực ra là mình làm được hết, mình làm mấy cái top spin, spread đủ kiểu được, hất hất được, nhưng mà mình rất là ít làm những cái đó tại vì mình không có thích đi theo cái hướng đó và mình muốn quay theo cái sở thích của bản thân mình. Đó, mình thích những cái nó nhẹ nhàng, nó mượt mà, cho nên là mình đi theo cái hướng đó. Và để mà thoát khỏi cái mác newbie thì anh em cũng phải có cái định hướng riêng cho bản thân. Và cuối cùng khi mà đã thoát khỏi cái mác newbie thì chúng ta sẽ không còn đặt 1001 câu hỏi có nên hay không nữa. Em có nên dùng cái mod A thay vì mod B? Em nên dùng chiếc A, chiếc B thì sẽ đẹp hơn. Và khi mà anh em không còn newbie nữa thì anh em sẽ tự biết mà tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình, chứ không phải là nhờ vào ý kiến của người khác như vậy nữa. Ok, và đó là bốn biểu hiện cho thấy chúng ta không còn là newbie trong trò này nữa. Và đương nhiên là nó sẽ không đúng hoàn toàn, tại vì cái trải nghiệm chơi của mỗi người là khác nhau. Và nếu anh em cảm thấy là có chỗ nào khác mình, hoặc là anh em muốn bổ sung gì thì anh em để lại comment bên dưới. Và ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau.